Xin chào các bạn. Tiết canh được xếp hạng là một trong những món ăn kinh dị nhất hành tinh. Nhiều người cho rằng mặc dù rất thịnh hành trong gu thưởng thức ẩm thực của người Việt, nhưng tiết canh chưa từng thấy trong ẩm thực của một nơi nào khác trên thế giới. Vậy ngoài Việt Nam, liệu còn quốc gia nào trên thế giới có món ăn được đánh giá là độc nhất vô nhị này? Hãy cùng Góc Tám Văn Hóa tìm hiểu trong số này nhé. Một, Việt Nam. Tiết canh là món ăn tươi sống sử dụng nguyên liệu là tiết động vật tươi, được pha với chút nước mắm hoặc nước muối nhạt, hãm cho khỏi đông trước khi trộn với những phần thịt, sụn động vật, băm nhỏ để làm đông tiết. Có hai loại tiết canh phổ biến nhất là tiết canh lợn và tiết canh vịt. Ngoài ra cũng thường thấy tiết canh ngan, tiết canh cua, tiết canh dê, vân vân. Tuy nhiên, rất hiếm khi thấy tiết canh chó, tiết canh gà, vì những loài gia súc gia cầm này hoặc là rất tanh, hoặc là có hại khi ăn tiết sống. Mặc dù là món khoái khẩu của nhiều người dân Việt Nam, nhưng các chuyên gia y học khuyến cáo mọi người không nên ăn tiết canh, vì tiết canh chứa rất nhiều vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có hại cho con người. Thứ hai là Trung Quốc. Tiết canh hỗn hợp, tức là món mao huyết vượng, vốn là đồ ăn rất được người dân Trung Quốc ưa dùng. Nguyên liệu chính để làm món này là tiết lợn, tiết chó hoặc tiết vịt. Tiết sau khi được làm đông, có dạng khối lớn sẽ được trộn với các nguyên liệu băm nhỏ đã được xào chín như thịt lợn, gan, cật và ớt bột, rau thơm. Món này nhìn thoáng qua rất sợ nhưng có hương vị đặc biệt, là một món ăn thường đem ra đãi khách tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Ở tỉnh Quý Châu của Trung Quốc, có một món khai vị được đánh giá là kinh khủng nhất Trung Quốc. Để chế biến món này, đầu bếp sử dụng thịt heo thông thường, đem nướng trên lửa than, sau đó cắt lát mỏng, không cho thêm gia vị. Tiếp theo, họ sẽ cho vào một cái âu to, trộn cùng với hạt tiêu, rau mùi, muối, sau đó là tiết heo tươi. Nếu không phải là người địa phương, hầu hết mọi người đều cảm thấy sốc khi ăn một món ăn đỏ như vậy. Rất nhiều người nước ngoài khi nhìn thấy đều không dám ăn một món ăn này. Thứ ba là Thái Lan. Món leo hát mo. Đây là món ăn có xuất xứ từ miền Bắc, được người đàn ông Thái Lan rất yêu thích. Thoạt nhìn, nó giống như súp cà chua hoặc món ăn nhiều ớt. Thực tế, màu đỏ đậm của món ăn chính là tiết lợn sống. Tiết ăn kèm với các loại thảo mộc như húng quế, xả để khử mùi, rồi trộn cùng các gia vị như ớt, thì là muối, ngò, hành lá và lá chanh. Đôi khi đầu bếp cũng thêm một số bộ phận nội tạng. Thứ hai là món láp Thái. Đây là một món gỏi thịt băm nổi tiếng với thành phần chính là thịt sống và tiết canh. Người dân địa phương thường dùng món ăn này cùng với rượu, vì họ tin rằng rượu có khả năng giết chết vi khuẩn, ký sinh trùng nếu có trong đó. Ngoài những món tiết tươi kể trên, có thể điểm danh một số món ăn truyền thống được chế biến từ tiết đã được làm chín. Thứ nhất là món bánh tiết của Đài Loan, hay còn gọi là su xê gạo, một món ăn vặt rất được yêu thích. Bánh được làm từ gạo nếp trộn với tiết lợn, sau đó đem luộc, nướng hoặc rán mềm, ăn kèm với nước sốt, lạc băm nhỏ và rau mùi. Thứ hai là món xúc xích sundae của Hàn Quốc. Đây là món ăn lâu đời của Hàn Quốc, khá giống với món rùa lợn của Việt Nam. Món ăn gồm ruột non và ruột già của lợn được làm sạch, nhồi với lúa mạch, tiết lợn, gạo nếp, kim chi, đậu tương, ăn kèm với nước sốt.
thứ ba là bánh Sanguinaccio d'oro của Italia. Đây là một loại bánh đặc biệt của Italia, được làm từ tiết lợn, kem với các thành phần khác như sô-cô-la, sữa, hạt thông, nho khô và đường. Thứ tư là món Dinuguan của Philippines. Món ăn này được chế biến từ thịt lợn nấu với các bộ phận nội tạng như thận, phổi, tim, tai, mũi, hầm như cùng với tiết lợn. Sau khi ninh, phần nước thường sánh và có vị ngọt béo, ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe kênh Góc 8 Văn Hóa để nhận những thông tin mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.